Câu chuyện chấn động Đài Loan về em bé đầu thai báo ân. Anh Trần Tu Tương không ngờ câu nói hoan nghênh đến đầu thai tại nhà chúng tôi, làm con cái của chúng tôi, khi đào bới kiếm tìm thi thể sau trận động đất đã trở thành sự thật. Trong một trận động đất tại Đài Nam cách đây không lâu, cao ốc Duy Quân bị sập, người chết và bị thương rất nhiều. Các nạn nhân được đưa ra, cơ thể không còn lành lặn. Lúc bấy giờ, tham gia vào đội phục hồi di thể của nạn nhân có anh Trần Tu Tương và vợ là Hồng Tiểu Tình. Trong các nạn nhân động đất thì có tới 1/3 là trẻ em. Vợ chồng Trần Tu Tương vốn cũng có một người con, nên khi nhìn cảnh những đứa trẻ còn thơ dại chưa kịp trưởng thành đã phải bỏ mạng mà đi, Trần Tu Tương ngoài việc gạt nước mắt phục hồi thi thể của các em thì còn thương tiếc mà nói với chúng rằng, hoan nghênh đến đầu thai tại nhà chúng tôi, làm con cái của chúng tôi. Ngờ đâu, câu nói ấy của Trần Tu Tương sau này đã trở thành sự thật. Câu chuyện về sự chuyển sinh của cô con gái đầu thai báo ân gia đình anh Tương được đưa lên báo Đài Loan. Khi ấy, vợ chồng Trần Tu Tương mới có một người con trai, nhiều năm trôi qua mà họ chưa thể có con được nữa. Vợ chồng Trần Tu Tương đều đang mong mỏi có thêm một cô con gái, tuy nhiên sau bao năm chạy chữa thuốc thang đều vô vọng, họ cũng đành chấp nhận thực tế chẳng thể cưỡng cầu. Một hôm trong khi đang công việc tìm kiếm nạn nhân, anh Trần Tu Tương nằm ngủ mộng gặp một bé trai tìm gặp mình để xin kẹo sữa. Sang ngày hôm sau khi làm việc, anh mới phát hiện ra nạn nhân chính là đứa bé mình gặp trong mộng đêm hôm trước. Vậy là Trần Tu Tương chuẩn bị kẹo sữa cho cháu bé như yêu cầu. Điều khá trùng hợp là trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình S Today, Hồng Tiểu Tình tiết lộ rằng, sau khi kết thúc công việc phục hồi thi thể nạn nhân tại cao ốc Duy Quân, thì cô biết bản thân có thai. Hồng Tiểu Tình cũng nói trong quá trình mang thai cô từng có hai giấc mơ. Lần đầu tiên, cô mơ thấy có đứa bé chạy lại va vào bụng mình, lần thứ hai, cô lại mơ thấy có hai bé trai dắt tay nhau vẫy tay chào tạm biệt cô. Cuối cùng, Hồng Tiểu Tình mẹ tròn con vuông, sinh được một cô con gái bụ bẫm đáng yêu. Hồng Tiểu Tình sinh được một bé gái đáng yêu theo mong nguyện. Ảnh, pha cơ búc Hồng Tiểu Tình. Lai lịch của cô con gái này khiến nhiều người phải kinh ngạc. Khi cao ốc Duy Quân bị sập, người được cứu đầu tiên đưa ra ngoài là một cặp cha con. Tuy nhiên, ra tới nơi thì người cha đã tắt thở, cô con gái mới 14 ngày tuổi được đưa tới bệnh viện cứu chữa, nhưng cũng tắt thở ngay trên đường đi. Sau này, người ta mới phát hiện hai cha con này ở trong một gia đình 5 khẩu gồm bố mẹ, hai người con trai và một cô con gái. Người sống sót duy nhất chính là cô Lưu, người mẹ, còn 4 thành viên khác trong gia đình đều thiệt mạng. Trước lúc Hồng Tiểu Tình sinh con gái, cô Lưu cùng mẹ mình đi thăm mộ chồng và các con. Đứng trước linh vị, cô Lưu trong tâm muốn biết sau này còn có cơ hội gặp lại các con hay không, nên cô đã xin đài âm dương. Thật bất ngờ, qua linh cảm và đài âm dương, cô nhận được hồi âm của hai người con trai, hơn nữa còn biết chắc cô con gái sẽ trở về sớm nhất. Con gái của vợ chồng anh Trần. Kỳ lạ hơn nữa, khi đó là tháng 7, cô Lưu nhận được dự báo rằng vào tháng 1 năm sau cô con gái sẽ quay về, tức là khoảng cách chỉ có nửa năm. Khẳng định là không thể tự mình mang thai được, vậy nên cô tiếp tục hỏi có phải con gái cô sẽ sinh vào nhà khác đúng không? Có phải đã đầu thai rồi hay không? Cô Lưu còn hỏi chi tiết có phải sinh ở Trương Hóa hay không? Có phải sinh ở nhà họ Trần phải không? Bố có phải là Trần Tu Tương hay không? Mẹ có đúng là Hồng Tiểu Tình? Kết quả đều nhận được câu trả lời là đúng. Vậy nên, cô Lưu khẳng định con gái mình đã đầu thai rồi và liên lạc ngỏ ý muốn gặp hai vợ chồng Trần Tu Tương. Vợ chồng Trần Tu Tương và cô con gái. Facebook Hồng Tiểu Tình. Lại nói về vợ chồng Trần Tu Tương, khi có kết quả kiểm tra xác định chính xác Hồng Tiểu Tình đang mang thai một bé gái, vợ chồng hai người mới chấp nối lại các giấc mơ, khẳng định rằng nhất định bé gái này đầu thai là để báo ân, hơn nữa tất cả đều được báo trước. Đầu tiên, Trần Tu Tương mơ thấy đứa trẻ xin kẹo, tiếp đến Hồng Tiểu Tình mơ hai đứa trẻ vẫy tay chào. Kỳ thực, hai đứa trẻ không phải vẫy tay chào Hồng Tiểu Tình, mà là vẫy tay chào em gái mình. Vì những sự trùng hợp này mà vợ chồng Trần Tu Tương quyết định đến gặp cô Lưu. Sau khi biết được sự việc cô Lưu đi xin đài âm dương, hai vợ chồng càng khẳng định con gái đến là để báo ân, rồi cho con gái Tâm Tâm nhận cô Lưu làm mẹ nuôi. Thấm thoát, bé gái Tâm Tâm được hơn một tuổi thì kỳ tích xảy ra. Mặc dù không có ai nói cô Lưu là mẹ nuôi, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, bé Tâm Tâm đã gọi cô là mẹ. Vui sướng vô cùng, cô Lưu cũng coi Tâm Tâm như con ruột của mình và càng yêu thương bé thêm. Ha ha ha, 问什么的说